Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong ngày của Báo Dân Tộc và Phát triển. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiểm tra tình hình thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Bạc Liêu. Gần 20.000 căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được khởi công xây dựng. Tháng đầu tiên trong năm 2023, cả nước đón hơn 1 triệu khách quốc tế. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sau đây là thông tin chi tiết. Sáng ngày 4 tháng 8, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực hiện và làm việc với thị xã Giá Rai, tỉnh bạc liêu về tình hình triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia tại thị xã. Cùng đi có Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc hầu A Lành, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, địa phương phó thủ tướng trần lưu quang đánh giá cao biểu dương thị xã giá rai đã làm tốt công tác vận động tuyên truyền để giúp người dân hiểu được trách nhiệm thấy được lợi ích to lớn và tham gia tích cực vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nhờ đó có nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả cao bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới khang trang đáng sống Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành trung ương trực tiếp giải đáp những khó khăn vướng mắc của thị xã Giá Rai, đồng thời cập nhật tình hình ban hành văn bản hướng dẫn, quy định liên quan đến việc triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bạc Liêu phải nhanh chóng ban hành 2 trên 12 văn bản hướng dẫn còn nợ theo phân cấp nghiên cứu phổ biến những văn bản trung ương vừa ban hành gần đây, trong đó có Nghị định số 38 năm 2023 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung Nghị định số 27 năm 2022 của Chính phủ, quy định cơ chế quản lý, tổ chức, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để đẩy nhanh việc tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tránh sai sót. Thưa quý vị, trong 7 tháng đầu năm 2023, đã có 10 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, được khởi công với tổng số khoảng 19.853 căn hộ. Trong đó có 7 dự án nhà ở xã hội quy mô 8.815 căn. Đáng chú ý, thành phố Hải Phòng là địa phương có 4 dự án nhà ở xã hội được khởi công với tổng số 6.707 căn. Hà Nội, Thừa Tiên Huế và Lâm Đồng, mỗi địa phương có một dự án nhà ở xã hội được khởi công. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ xây dựng phối hợp với các bộ ngành liên quan đang tiếp tục nỗ lực tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc của thị trường bất động sản, thúc đẩy nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giải đáp hướng dẫn kịp thời các địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền để thị trường bất động sản phát triển ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả và bền vững. Trong tháng 7 năm 2023, cả nước đã đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế tăng 6,5% so với tháng 6 và là tháng đầu tiên kể từ đầu năm 2023, ngành du lịch đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế. Trong top 10 thị trường hàng đầu về khách du lịch đến Việt Nam, khu vực Đông Bắc Á dẫn đầu với 4 thị trường, Hàn Quốc hơn 1,8 triệu lượt, Trung Quốc 738.000 lượt, Đài Loan 415.000 lượt, Nhật Bản 284.000 lượt. Các nước Đông Nam Á có 3 thị trường lớn gồm Thái Lan 290.000 lượt, Malaysia 262.000 lượt, Campuchia 225.000 lượt, Australia xếp vị trí thứ 9 với 221.000 lượt và Ấn Độ xếp vị trí thứ 10, 213.000 lượt. Tính chung 7 tháng, tổng lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 6,6 triệu lượt, tương đương 83% kế hoạch năm 2023 là 8 triệu lượt. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa điều trị thành công cho bệnh nhân bị suy đa tạng do sốt mò, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp phải thở máy. Cụ thể, bệnh nhân là nam giới, 36 tuổi, trú tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, làm nghề nông nghiệp và nuôi ong mật nên thỉnh thoảng phải lên núi đá lấy mật ong. Trước ngày vào viện một tuần, người bệnh xuất hiện sốt, đau mọi người, tự uống thuốc hạ sốt ở nhà nhưng không đỡ. Người bệnh sốt cao liên tục, khó thở, mệt mỏi nhiều, được người nhà đưa đến trung tâm y tế huyện cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Sau khi thăm khám, nhận thấy bệnh nhân có tình trạng tổn thương gan cấp, tổn thương thận cấp, dối loạn đông máu và hình ảnh viêm phổi. Bệnh nhân được chẩn đoán suy đa tạng do sốt mò. Ngay lập tức, bệnh nhân nhanh chóng được điều trị bằng thở máy, sử dụng kháng sinh đặc hiệu và các biện pháp hỗ trợ tạng suy. Theo các bác sĩ, sốt mò là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, tỷ lệ tử vong cao nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị đặc hiệu. Các bác sĩ khuyến cáo để phòng ngừa mò đốt khi đi vào nương rẫy đồi núi, đồng bào cần mặc quần áo kín, quần áo có tẩm hóa chất chống côn trùng, bôi hóa chất xua côn trùng lên các vùng da hở tránh ngồi nằm phơi quần áo, đặt ba lô trên bãi cỏ gần bờ bụi, gốc cây. Sau nhiều ngày mưa liên tiếp tại hầu hết các sông suối trên địa bàn, tỉnh Điện Biên đã bắt đầu xuất hiện tình trạng lũ cục bộ, làm thiệt hại nhiều tài sản, cây cối, hoa màu và nhà cửa của người dân. Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại gần 6,3 tỷ đồng. Cụ thể, mưa lũ làm ngập lụt xe dịch cột, tốc mái của 50 ngôi nhà của người dân các huyện Tổ Chùa, Tuần Giáo, Mường Nhé, Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ hơn 70 hecta lúa ngô, ao nuôi cá bị hỏng hoàn toàn. Nhiều chỗ trên các tuyến đường liên huyện, đường liên xã tại các huyện Tổ Chùa, mời Nhé, Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ bị sạt lở. Tại một số xã thuộc huyện Mường Nhé xảy ra hiện tượng nứt tường trụ sở xã, xã và trường học. Khu vực trung tâm thành phố Điện Biên Phủ có hàng trăm gia đình bị ảnh hưởng bởi trận mưa tối ngày 2 tháng 8. Nước tràn vào nhà các hộ dân dọc đường Võ Nguyên Giáp ngập gần 1 mét. Phần cuối bản tin là những tin tức đáng chú ý khác. Sáng ngày 4 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự thuộc Công an tỉnh Đắk Lắc cho biết đã bắt tạm giam đối tượng Viên Đình Mạnh, 42 tuổi, trú tại xã Ia Rốc, huyện Ia Súp, tỉnh Đắk Lắc, để điều tra về hành vi mua bán người. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2019, Mạnh quen biết với một người đàn ông tên là Đốc chưa xác định được nhân thân lai lịch. Tháng 3 năm 2022, thông qua điện thoại, Đốc nói với Mạnh tìm người đưa sang Campuchia làm việc nhẹ trên máy tính với mức lương 700 USD trên tháng. Đốc sẽ trả công cho Mạnh 5 triệu đồng trên người trên tháng làm việc. Nạn nhân làm việc càng lâu thì Mạnh càng nhận được nhiều tiền. Vì hám lợi nên Mạnh đã dụ dỗ lôi kéo 6 nạn nhân cùng chú tại xã Ia Rốc, huyện Ia đưa xuống thành phố Hồ Chí Minh cho Đốc và được Đốc đưa trước số tiền 50 triệu đồng. Sau đó, Đốc đưa 6 nạn nhân sang Campuchia bán vào các công ty chuyên hoạt động lừa đảo và đánh bạc trên mạng. Đến giữa tháng 7 năm 2022, hai nạn nhân muốn về lại Việt Nam thì Đốc yêu cầu phải nộp 180 triệu đồng. Đầu tháng 8 năm 2022, khi người thân chuyển đủ số tiền trên thì hai nạn nhân mới được thả về lại Việt Nam. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Tạp phìn được như hôm nay có công lớn của cán bộ Lý Lão Tạ đó là lời của người dân nói về anh Mặt Trận ở xã Tà Phìn, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Năm 2014, anh Lý Lão Tả, 28 tuổi, được bầu làm Chủ tịch Mặt Trận Tổ quốc xã Tà Phìn. Khi đó, vấn đề chiếm hữu quyền sử dụng đất ở vùng sân cước giáp khu du lịch Sapa đang rất nóng. Cán bộ Mặt Trận Lý Lão Tả là người rất am hiểu văn hóa, phong tục của đồng bào. Anh đã tham mưu cho huyện phương án kiên trì gần dân, lúc nói tình, khi nói lý, nhất định đồng bào sẽ hiểu và làm theo. Bằng cách làm dân vận khéo cùng kinh nghiệm của mình, anh đã vận động thuyết phục bà con trong vùng chia đất, tự giác giao lại quyền sử dụng đất cho chính quyền. Không chỉ giỏi làm dân vận, Lý Lão Tả còn giúp bà con vươn lên thoát nghèo bằng cách chỉ cho bà con trồng lan trần mộng và nhất chi mai. Nhờ hai loại cây này, hiện tại có hộ kiếm được nửa tỷ đồng mỗi năm xây nhà tầng khang trang. Anh Tả còn hướng dẫn bà con lên Sapa học nuôi cá tầm, cá hồi. Hơn 700 hộ ở Tà Phìn, từ chỗ gần 50% hộ nghèo, nay chỉ còn 70 hộ nghèo. Câu chuyện về anh Lý Lao Tả đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên kênh Youtube, website và trang fanpage của Báo Dân Tộc và Phát triển. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.